Chàng trai này mỗi lần tham gia thi cử thì cả sở cảnh sát đều phải giúp cậu ta gian lận. Cách thức gian lận cũng vô cùng phổ thông. Mới đề thi đầu tiên mà đã phải làm khó cho anh chàng rồi. Câu hỏi, ai đã bình định loạn An Sử? Cậu chỉ có thể dựa vào chiếc đồng hồ để cầu cứu chú cảnh sát. Cục cảnh sát sau khi nhận được điện thoại liền trở nên bận rộn. Họ điên cuồng lật sách với tra tài liệu. Cuối cùng cũng ra được đáp án là ý B, Lý Quang Bật. Thế là một ông chú ngồi canh chừng bên ngoài ném một quả chuối lên. Vừa mới nhìn thấy quả chuối, cậu biết ngay đáp án là B. Đáp án câu tiếp theo là D. Ông chú cung cấp đáp án lại nghĩ ra cách. Đọc có nghĩa là D. Đề thi này cuối cùng cũng hoàn thành. Ném quả táo lên là chọn A. Chiếc xe đồ chơi chính là C. Tưởng rằng A Tinh có thể thuận lợi thông qua đề thi lần này. Ai mà ngờ rằng cô giáo lại đột nhiên xuất hiện, kéo chú Đạt đi dọn nhà vệ sinh nữ. A Tinh mất đi sự cứu trợ từ bên ngoài không biết làm thế nào, thì lại phát hiện ra bạn cùng bàn đang mở sách cóp bài. Thế là cậu cũng làm theo. Nhưng cho dù cậu có lật sách như thế nào, cũng không tìm được đáp án ở đâu. Thảm hại hơn là cậu và bạn cùng bàn bắt đầu nội chiến, bắt đầu thi xem ai nhanh hơn. Hai vị đây tưởng mình đang đua ngựa à? Hành vi gian lận bị bắt quả tang. Vốn dĩ hai người đều phải gọi phụ huynh, nhưng A Tinh lại vô cùng nghĩa khi gánh hết tội thay bạn. Trong văn phòng, nguyên nhân mà A Tinh tìm không ra đáp án cuối cùng cũng đã rõ. Cậu đang thi môn lịch sử mà lại lấy sách ngữ văn ra để chép bài. Ngay cả mình đang thi môn gì cũng không biết, ngay cả các thầy cô cũng nói cậu quá đần độn. Vốn dĩ việc quay cóp bài cũng không tính là tội nặng. Thử hỏi xem thời đi học có ai chưa từng gian lận chứ. Quan trọng là phải dạy dỗ cậu ta đàng hoàng, để lần sau không còn tái phạm nữa. Phải học hành thật nghiêm túc mới được. Vì thế thầy hiệu trưởng quyết định mời phụ huynh của cậu đến. Nhưng điều không ngờ đến, bố của A Tinh lại là nhân viên dọn vệ sinh của trường, chú Đạt. Bí mật này bị lộ ra, cả trường đều vô cùng kinh ngạc. Một người họ Châu, một người họ Tào, làm sao có thể là cha con được chứ? Thực ra họ không phải là cha con gì cả, mà là gián điệp. Châu Tinh Tinh là một cảnh sát của lực lượng cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông. Tào Đạt Hoa đã có mấy chục năm kinh nghiệm làm gián điệp. Nhiệm vụ mà họ cần làm, thế mà lại là tìm lại một khẩu súng không thể khai hỏa. Cục trưởng cục cảnh sát bị mất một khẩu súng Zulu. Và ông ta đoán là một học sinh của trường nào đó khi đến tham quan đồn cảnh sát đã trộm mất. Nhưng cảnh sát lại không dám vào đây lục soát, vì học sinh ở đây đều là những đứa trẻ có quyền có thế. Vì thế nên ông sếp mới phái anh đến đây làm gián điệp. Phối hợp với anh còn có chú Đạt giả làm nhân viên dọn vệ sinh. A Tinh do thành tích quá kém, nên không thể nào không sao chép khi làm bài tập. Không dễ gì mới làm xong bài tập, mà lại không ngờ rằng hôm nay lại có bài thi trắc nghiệm. Thế là có được tình huống như phần đầu các bạn đã xem. Lúc nhà trường phản ánh lại tình hình với chú Đạt, thì chú Đạt lại có phản ứng như thế này. Sau khi biết tin con trai mình gian lận thi cử, phản ứng của chú Đạt lại vượt ra ngoài dự kiến của tất cả. Gian lận là không tốt, gian lận là không ngoan đúng không? Gian lận, nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin về trước nhé. Hiệu trưởng không thể không kéo chú Đạt lại, cố gắng để khuyên nhủ hai cha con. Nhưng chú Đạt vẫn không có phản ứng nào khác. Cuối cùng A Tinh không nhịn được nữa, định cứ thế mà đi. Có chút thú vị, đúng là như vậy nhỉ. Được rồi, chủ nhiệm không cần nói nữa, tôi biết mình nên làm gì rồi. Nhưng từ văn phòng đi ra, A Tinh ngoại trừ việc có hơi đau một chút thì không bị thương chỗ nào. Chú Đạt thì ngược lại, người đánh A Tinh là chú, nhưng chú lại bị đau nhức toàn thân, xương ngón tay cũng sắp gãy rồi. Không hồ là cảnh sát của lực lượng cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, ngay cả xương cốt cũng cứng rắn như vậy. Ai mà ngờ rằng vừa mới ra khỏi cửa đã bị chặn lại, bảo A Tinh lên sân thượng một chút. Vì không lâu trước đó A Tinh đã bị một nam sinh khiêu khích, nên anh cho cậu nhóc một trận. Nhưng không ngờ rằng chúng lại quen biết xã hội đen, triệu tập một đám người để quyết đấu một trận sinh tử. Cậu ta vừa rút dao ra đã bị A Tinh cho một cú đá. Mấy chiêu tiếp theo nhìn còn không khác gì Lý Tiểu Long. Ý là Lý Tiểu Long vốn dĩ là sư thúc của Châu Tinh Trì, mấy cú đá này cũng mang hàm nghĩa đó. Anh đã nhẹ nhàng giải quyết được đối thủ, uy danh của anh cũng vang xa từ đó. Trong phút chốc đã thành đại ca của ngôi trường này, cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều nở hoa. A Tinh đã nhìn chúng cô giáo Hồ. Dưới sự giúp đỡ của cô giáo Hồ, thành tích của A Tinh đã được nâng cao một cách nhanh chóng. Nhưng đây chỉ là tình cảm một phía của A Tinh, vì cô giáo Hồ đã có bạn trai rồi. Hơn nữa nhóm xã hội đen còn đến đây để báo thù. Tên cầm đầu chuẩn bị xông vào trường để xử lý A Tinh. Nam sinh bị A Tinh đánh trước đó cảm thấy bắt đầu lớn chuyện rồi, định nhảy ra can ngăn. Không ngờ rằng thái độ của hắn lại vô cùng kiên quyết, muốn làm loạn ở địa bàn của tao, còn muốn rút lui là rút, mày tưởng đây là cái chợ à? A Tinh định giả ngốc để dễ dàng qua cửa, còn chọc giận tay chân của hắn. Nhưng hắn đã ngăn đàn em của mình lại, không phải vì hắn muốn giảng hòa, mà là do đang có cảnh sát mai phục ở đây. Tiểu tử thối, xem như là mày may mắn, đợi đấy đi, lần sau sẽ không còn may mắn như thế đâu. Hả? Nói là phải làm luôn. Tối hôm đó khi cô giáo Hồ đang ôn bài cho A Tinh, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu cứu của chú Đạt. Chú Đạt khi ra ngoài đi dạo thì bị đám xã hội đen bắt cóc. Nhưng đám người này hoàn toàn không phải là đối thủ của A Tinh, chỉ vài chiêu thôi đã khống chế được chúng. Nhưng thân phận cảnh sát của anh cũng bị bại lộ từ đây. Cô giáo Hồ không ngờ mình lại bị A Tinh chơi cho một vố như vậy, nên đã nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi.
vì để xin lỗi, A Tinh đã mượn máy nhắn tin của chú Đạt, rồi gửi đi một loạt ký hiệu gì đó. Ai mà ngờ được rằng cô giáo Hồ lại xuất hiện rồi tịch thu máy nhắn tin. Máy nhắn tin đó của tôi mà. Vậy chú đứng đây làm gì vậy? Máy nhắn tin đó là của tôi mà. Cháu đang nói chuyện với cô ấy mà chú lại cản đường. Nhưng máy nhắn tin đó là của tôi mà. Chú đang cản đường cháu đấy, chú tránh ra đi. Và buổi tan học ngày hôm đó, xe của tên xã hội đen đột nhiên xuất hiện ở cổng trường. Đại ca, tôi đang tìm người đến giết cậu đấy, mau đi đi. Người đàn ông này cầm ống tre lên rồi hít một cái. Giây tiếp theo thì nhả ra một làn khói. Người bên cạnh cảm thấy hành động này không có ý nghĩa gì cả. Nhân lúc ông ấy rời khỏi chỗ liền lén hút một hơi, nhưng lại không nhả ra được gì cả. Anh ta thậm chí còn châm lửa. Không phải là đầu óc có vấn đề đấy chứ? Trong ống tre trống rỗng không có một cái gì. Anh ta còn thử đổ rượu vào trong xem thử, nhưng lại thấy người đàn ông quay lại, nhanh chóng đặt ống tre về chỗ cũ. Người đàn ông bình tĩnh cầm lên hút một hơi, thế mà lại có thể nhả ra một làn khói. Nhưng chú Đạt không hề giải thích rốt cuộc là như thế nào, vì họ vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Hai ngày trước, ngôi trường mà A Tinh đang làm gián điệp bị tên xã hội đen tấn công, muốn lấy mạng của A Tinh. Cảnh sát cũng sớm xuất hiện ở đây, nhưng nhìn thấy cảnh đám xã hội đen hành hung đánh người mà lại không có hành động gì. A Tình và các bạn học còn đánh ngược lại đám xã hội đen. Họ chạy ra thu dọn hiện trường, còn còng tay A Tinh lại, vì tên cảnh sát này là bạn trai của cô giáo Hồ. Thấy A Tinh và cô giáo Hồ gần gũi nhau, nên hắn ta muốn phá hoại danh tiếng của A Tinh chỉ vì sự đố kỵ. Hắn trói A Tinh trong nhà vệ sinh, không tra hỏi gì đã động tay động chân với A Tinh. Rõ ràng là đang công tư không phân minh. Đợi đến khi cô giáo Hồ đến, thì hình tượng của tay cảnh sát này trong mắt cô đã hoàn toàn tan biến. Chia tay chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng khẩu súng Zulu kia của sếp vẫn chưa có tung tích gì. Vụ án vẫn chưa kết thúc. Thực ra chú Đạt sớm đã biết khẩu súng nằm trong tay tên xã hội đen kia, nhưng không biết vì lý do gì, ông không hề nói chuyện này cho A Tinh. Vụ án thì bắt buộc phải phá, anh có không muốn đi thì cũng phải đi. Nhân lúc trời tối, họ lẻn vào căn cứ của tên xã hội đen, phát hiện ra bên trong không chỉ có khẩu súng Zulu, mà còn có một đống vũ khí. Chúng định sẽ bán cho phần tử khủng bố. A Tinh không nói lời nào, toàn bộ đều đặt lên xe rồi mang đi. Nhưng lại quên mất chú Đạt. Tôi còn chưa lên xe mà. Tôi vẫn chưa lên xe mà. Tuy đã lấy được khẩu súng Zulu, nhưng chú Đạt lại bị chúng bắt cóc. Muốn đổi lấy mạng của chú Đạt thì mang xe vũ khí đó đến đổi. A Tinh mặc kệ sự ngăn cản rồi lái xe đi. Nhưng anh lại nhân lúc phần tử khủng bố bước lên xe rồi ném lựu đạn vào trong. Bên trong nổ tung, chiếc xe tải cũng nổ tung. Tên xã hội đen do quá tức giận nên đã xông vào trường học chuẩn bị trả thù. Đúng lúc học sinh đang tổ chức tiệc mừng, tất cả học sinh đều có mặt. Thế là tất cả đều trở thành con tin. Nhưng chú Đạt lại cầm theo một vây ly tiền bước vào. Đây đều là tiền bán vũ khí. Nếu như hắn không chịu thả người thì chú Đạt sẽ đốt hết. Nhưng mà, này, cậu có bật lửa không? Chú không có lửa à? Không có, còn cô thì sao? Không có. Đại ca à, cho tôi mượn bật lửa một chút đi. Nhóm A Tinh đang trong tình huống nguy cấp. Vào thời khắc quan trọng, cục trưởng xuất hiện. Âu, ngầu quá đi mất. Hắn do bị dồn vào đường cùng nên đành buông súng. Nhưng hắn lại đột nhiên dùng gậy tấn công cục trưởng. Vào lúc nguy hiểm, A Tinh liền ném khẩu súng Zulu, vừa hay trúng đầu tên xã hội đen. Sau đó anh liền khống chế được hắn. Còn lý do vì sao anh lại không nổ súng? Vì khẩu súng này căn bản là không thể bắn được. Cậu ném súng của tôi thế à? Nó dễ sức lắm đấy. Tôi không thể không ném. Súng của ông không bắn được. Sau khi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, A Tinh liền được thăng chức và tăng lương, đồng thời ôm được mỹ nhân về nhà. Còn về việc sau này còn xảy ra chuyện gì nữa hay không, thì bạn nhớ đón xem phần 2 nhé. Đây là một bộ phim thuộc loại kinh điển của kinh điển. Nếu có cơ hội, tôi sẽ review cho các bạn phần tiếp theo. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem.